Hello, xin chào các bạn Hôm nay mời bạn đến với giải đấu cờ vua rất hot đang diễn ra Đó là Thế vận hội cờ vua lần thứ 45 Olympia Chess Được tổ chức tại Hungary từ ngày 10 đến 23 tháng 9 Số lượng các đoàn tham dự cũng đạt con số kỷ lục gần 200 đoàn Đoàn Việt Nam chúng ta cũng cử ra đội hình rất mạnh Đều là các đại kiện tướng và kiện tướng quốc tế Hôm qua thì chúng ta đã thi đấu vòng đầu tiên ở bảng mở rộng, các nam kỳ thủ đấu với đối thủ khá mềm là đội tuyển Nick Tenston và dễ dàng chiến thắng với tỷ số 4-0. Ở bảng nữ, trước đối thủ khá yếu là đội tuyển Tunisia, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương dễ dàng chiến thắng. Nữ đại kiện tướng Lê Thanh Tú mặc dù hơi khó khăn một chút nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm cô cũng giành chiến thắng. Chỉ có ván của nữ kiện tướng Lương Phương Hạnh với đối thủ 17 tuổi Mitel Misem là khá chật vật Cô đã để mất hoàn toàn khu trung tâm và phải co cụm phòng thủ. Thanh đánh giá lợi thế trên máy cũng cho thấy Mitel Misem có lợi thế cực lớn ở giai đoạn trung cuộc. Thế liệu rằng Lương Phương Hạnh có thể thủ hòa hoặc thậm chí là thắng hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Mitel Misem được cầm quân trắng đi trước. Cô mở màn với nước tốt D4. Lương Phương Hạnh đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4 đen đi tốt G6 triển khai thế trận phòng thủ Ấn Độ. Trắng phát triển mã C3, đen để tốt D5 gạ đổi. Khai cuộc phòng thủ Ấn Độ lại chuyển thành khai cuộc phòng thủ Grandfell. Trắng không đổi tốt đen mà phi tượng G5 tấn công mã đen. Đen nhảy mã E4 tấn công lại tượng trắng và gạ đổi mã. Trắng không đổi mã mà chạy tượng H4 vẫn duy trì ghim tốt đen E7. Mã đen là mã trắng, tốt trắng lại mã đen, tốt đen ăn C4. Trắng để tốt E3 bảo kê cho tốt D4 và mở đường cho tượng tấn công tốt đen C4. Đen đến tượng E6 bảo vệ C4. Trắng phát triển E3. Đen đến tượng G7 kiểm soát đường chéo lớn và chuẩn bị nhờ thành. Trắng hậu B1 tấn công tốt đen B7. Đen hiệu D5 bảo vệ tốt. Trắng đến tượng E2 chuẩn bị nhờ thành. Đen nhờ thành. Nhưng nước đi này khiến tốt E7 không được bảo vệ. Hết tượng trắng ăn luôn E7 và tấn công C đen. Đen chưa vội chạy xe mà đối tượng F5 tấn công hậu trắng, trắng chạy hậu B2, đen giờ mới chạy xe E8 tấn công lại tượng trắng, trắng chạy tượng về lại H4, đen phát triển mã D7, trắng nhà thành, đen nhảy tiếp mã lên B6, trắng giữ tốt A4 chuẩn bị xuống tiếp A5 tấn công mã đen, đen gọi A5 chặn lại, trắng gọi A2 kết hợp với tượng tấn công tốt đen C4, nếu giờ đen lấy hậu ăn tốt trắng C3 và bảo vệ C4, thì trong tốt A5 tấn công mã đen, đen sẽ phải chạy mã tượng trắng AC4 chồng nguồn hậu tấn công mã đen và tốt đen A7. Đen chỉ có nước tốt nhất là để tốt C6 bảo vệ mã, nhưng mã đen vẫn bị ghim. Nhìn chung, lợi thế đều nghiêng về bên trắng. Ở đây đen nên lùi tượng về E6 bảo vệ tốt. Nhưng thực tế thì đen lại lên tượng E3 gạ đổi tượng. Và đây là một sai lầm. Chốt ra ngoài, tượng trắng hạn tượng đen tốt đen ăn lại tượng trắng và biến thành tốt thông nhưng quân tốt thông này quá yếu khi không được bảo vệ trắng mình sẽ ép sang đây một tấn công đen chắc chắn mất tốt đen có lùi hậu về a 6 bảo vệ thì chẳng nhẽ mà e 5 dồn quân tấn công đen vẫn chắc chắn mất tốt do đó ở ván cờ thực tế biết là không thể bảo vệ được tốt đen để tốt c 5 gạ đổi đổi tốt sẽ mất cấu trúc tốt kiểm soát trung tâm cho anh trắng không đổi tốt với đen, mà lấy xe ăn luôn d3 đây để tốt c4 tấn công xe trắng trắng chạy xe d1 ngoài hậu đen có thể ăn luôn tốt trắng c3 cân bằng lại số lượng tốt của cả hai bên nhưng thực tế đen lại đi bình xe c8 thế là trắng dịch xe d sang c1 bảo vệ c3 đây nhà bạn d5 chiếu lĩnh trung tâm dồn thêm quân tấn công tốt trắng c3 trắng gọi b2 kết với xe bảo vệ tốt đồng thời tấn công tốt đen b7 thấy không làm ra được gì. Đen lùi vào về C7, bảo vệ tốt, kiểm soát trung tâm và chuyển hướng sang phía cánh vua. Trắng phiểu dùng B5 tấn công mã đen. Ở đây, đen lên hiệu C6, bảo vệ quân mã rất mạnh, đang chiếm lĩnh trung tâm. Hậu trắng hậu đen thì xe đen ăn hậu trắng. Nhưng thực tế, đen không lên hậu bảo vệ mã, mà lại chạy mã F6. Và đây tiếp tục là một sai lầm. Trong cái này, tượng trắng mã đen, tượng đen ăn lại tượng trắng. Trắng gì sẽ A sang B1 chồng quân hậu tấn công tốt đen B7. Đen để tốt B6 phòng thủ. Trắng lùi mã về D2 tấn công tốt đen C4 và bảo kê cho tốt e 3 tiến lên. Lúc này đen lên lên xe E6 rồi qua C6 chồng quân bảo vệ tốt yếu C4. Nhưng thực tế đen lại đi lùi tượng về G7. Đây tiếp tục là một đi không chuẩn. Chốt đi cậu này trong phi sử dụng B4 dồn quân bắt chết tốt đen không thể bảo vệ tượng được tốt. Đen chạy E7 tránh bị xe trắng tấn công. Xe trắng c 4 gạ đổi xe. Đen không dám đổi xe với trắng mà chạy xe D8. Như vậy liên tiếp sai lầm khiến cho đen kém trắng hẳn hai quân tốt. Và lúc này trắng kiểm soát đến 3 phần 4 bàn cờ của đen co cụm trong một không gian khá là chật hẹp. Trắng xuống xe C6 kiểm soát hàng số 6. Đen đến tượng H6 dọa thí tượng ane 3 Tốt trắng ăn tượng đen thì hậu đen ăn lại chiếu bắt mã. Trắng liền có xe E1 bảo vệ tốt. Đen nuôi tượng về F8. Ở đây trắng lên đẩy các tốt xuống E4, E5 rồi nhảy tiếp mã lên C4, D6 khép chặt vòng vây lại. Nhưng thực tế thì trắng lại đi hậu C4 chặn mất đường mã phát triển. Ý tưởng sẽ là xuống xe C7 tấn công hậu đen và kiểm soát hàng ngang số 7. Nhưng nước đi đơn giản này thì làm sao qua được mắt của đen. Lên lên xe D7 chặn lại ngay Ở đây trắng vẫn nên đẩy tốt E4 rồi E5 Nhưng thực tế trắng nhảy mã E3 Chắc định nhảy lên E5 tấn công xe đen Lên lên tượng G7 chặn lại Tiếp tục thì trắng vẫn nên đẩy tốt E4 rồi E5 kiểm soát trung tâm Nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì trắng lại cắm xe số C8 gạo đổi xe Đen thì cũng không ngán đổi luôn Hậu trắng lại xe đen Chiếu ở đây đen nên lùi tượng về cản chiếu Sau đó qua xe C7 tấn công hậu và tốt trắng C3 Nhưng thực tế đen lùi xe về cản chiếu và tấn công lại hậu trắng Trắng chạy hậu C4 Đen gỗ D7 dọa sẽ sang xe C8 tấn công hậu trắng Trắng đi hậu B5 gạ đổi hậu tận dụng lợi thế tốt không Đen không đổi hậu trắng mà chạy hậu E7 Trắng gỗ G5 gạ đổi tiếp Đen đến tượng F6 cả lại Trắng chạy hậu B5 Đen phiệu lên E4 Trắng xuống hậu A6 tấn công tốt a 7 Đen lùi hậu về E7 bảo vệ tốt Ở đây trắng nên đẩy tốt H3 mở đường thoát cho vua Rồi có thể dương tốt E4 hoặc đẩy tốt xuống A5 gạ đổi tốt cũng được Nhưng thực tế trắng lùi hậu về C4 Đen lại có hậu D7 dọa xoang xe C8 Trắng bình xe B1 Đen sang xe C8 tấn cơ hội trắng Trắng chạy hậu B3 Đen phi ổn lên F5 Trắng bình xe D1 Đen để tốt g5 chuẩn bị lên g4 tấn công mã trắng. Trắng để tốt h3 chặn lại. Đen dừng tiếp tốt h5, làm đạp đẩy tốt g4 tấn công mã trắng, tìm cách phản công lại phía cánh vua. Ở đây trắng lên để tốt c4. Đen để tốt g4 gạ đổi thì tốt trắng ăn g4, tốt đen ăn lại g4 và tấn công mã trắng thì chắc chạy mã d2, làm đạp cho tốt lên e4 rồi e5, mở hàng ngang số 3 cho hậu kiểm soát. Nói chung lợi thế lớn vẫn nghiêng về bên trắng. Tuy nhiên thực tế trắng không đẩy tốt C4 mà lại có xe C1 và đây là một sai lầm. Chớp cái sao này để đẩy tốt G4 tấn công mã trắng. Tốt trắng ăn G4, tốt đen ăn lại G4, trắng chạy mã hai 2 đen đẩy tốt G3, thí tốt. Tốt trắng ăn luôn G3 và hiện giờ trắng hơn đen hẳn ba quân tốt. Tuy nhiên trắng đã để lộ một số sơ hở. Ở đây đen nên phi lên D3 tấn công tốt trắng E3. Trắng lùi bảo vệ F1 bảo vệ tốt thì đen đi tượng G5 dồn quân tấn công. Trắng chắc chắn mất một trong hai quân tốt E3 hoặc C3. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen không hiệu D3 mà lại vội vã lên ngay tượng G5 dọa ăn tốt E3 chiếu bắt xe. Và đây là một sai lầm. Trong cái dạo này, trắng đẩy tốt C4 mở đường cho hậu bảo vệ tốt E3. Làm cho hậu đen cũng không thể phi lên D3 được nữa. Không lên được D3, Đen đánh hiệu E4 dồn quân tấn công tô trắng E3. Trắng lùi vào E1 bảo vệ tốt. Đen này sẽ C6 chuẩn bị qua H6 kiểm soát cột MH. H. Trắng có sẽ E1 tăng cường bảo vệ tốt E3 để hậu có thể di chuyển. Đen thì hoạch bình xe H6. Trắng lùi về B1 gạo đổi hậu. Đen đương nhiên không đổi hậu mà chạy hậu G4. Trắng có hậu D1 gạo đổi tiếp. Đen lại chạy hậu E4. Chúng ta có thể thấy mặc dù lợi thế nhưng với kinh nghiệm non trẻ Trắng không biết cách tận dụng ưu thế để giành được chiến thắng mà lại mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chứ trong khi thời gian của đen còn 1 giờ 16 phút thì trắng chỉ còn có 6 phút. <laughs> trắng hậu F3 gà đổi hậu tiếp. Ở đây đen nên chạy hậu C2 tấn công tốt trắng C4. Nhưng thực tế đen lùi ở vệ H7 chồng của xe dọa xuống H1 chiếu. Và đây là một sai lầm chốt ra loại trắng dương tốt e4 dàn hàng ba quân tốt kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm và phong tỏa tầm hoạt động của hậu đen xe đen h1 chiếu trắng chạy vô f2 đen gọi g7 tấn công tốt trắng d4 trắng để tốt e5 cản lại lúc này đen có thể lên hậu g6 dình xuống c2 chiếu dọa bắt tốt c4 hậu trắng cản chiếu thì đen lùi hậu về f5 chiếu tiếp lặp đi lặp lại ván cờ sẽ hoa Tuy nhiên thực tế đen không lên hậu G6 mà lại lùi tượng về E7 ngăn tốt trắng D4 tiến xuống D5. Tốt trắng mà xuống D5 là tượng đen C5 chiếu ngay. Thực ra ở đây không đẩy tốt xuống D5 được thì trắng vẫn có thể đẩy tốt C5 gạ đổi. Tốt đen ăn C5 thì trắng không lên ăn lại C5 bởi vì tượng ăn lại chiếu ngay. Trắng sẽ phải đẩy tốt xuống D5. Sau đó xuống tiếp D6 uy hiếp phòng cấp thì vẫn có lợi thế rất lớn Tuy nhiên thực tế Trắng không để tốt C5 Mà lên xe E4 dọa qua G4 Bắt chết hậu đen Đen chạy vua H8 Trắng vẫn có xe G4 tấn công hậu đen Đen chạy hậu f 8 Trắng đẩy tốt E6 tấn công tốt đen F7 Đen đẩy tốt F5 tấn công lại xe trắng Trắng chạy xe F4 Trồng vua hậu tấn công lại tốt đen Đen không hề nào núng Lên hậu F6 tấn công tốt trắng E6 Xe trắng bán tốt đen Thì hậu đen ăn D4 chiếu ngay Lúc trắng lên lên hậu D5 bảo vệ cả hai tốt D4 và E6 và vẫn kết hợp với xe tấn công tốt đèn F5. Nhưng thực tế trắng lại chỉ có hậu E3 để bảo vệ hai tốt D4 và E6. Và thế là tốt đèn F5 được an toàn. Đến đến tượng D6 tấn công xe trắng. Trắng để tốt E7 thí tốt. Tượng đèn ăn luôn E7. Giờ trắng chỉ còn lơi hơn đen. hai tốt tiếp theo trắng nên đẩy tốt g4 tấn công sẽ bắt chết được tốt đen f5 hoặc qua hậu d3 cũng được nhưng thực tế trắng lại đi hậu e5 gạ đổi hậu và đây là một sai lầm trước đi xa này để đổi ngay hậu với trắng tốt trắng ở lại hậu đen tượng đen c5 chiếu trắng chạy vua e2 để có thể g1 tấn công tốt trắng g2 xe trắng e5 xe đen ăn g2 chiếu trắng nên chạy vua d3 nhưng thực tế chẳng lại tay nhanh hơn não Chạy vụt D1 và bị nhốt luôn ở ngang số 1 Đương nhiên đây là một sai lầm Trong ra mai đen sẽ A2 bắt chết tốt trắng A4 Trắng đẩy tốt E6 chuẩn bị thí xe an tượng để tốt có thể phong cấp Nhưng mà nào có dễ thế Đánh có vừa G8 chặn đường tốt trắng phong cấp Giờ mặc dù vẫn có lợi thế hai tốt Nhưng thời gian của trắng chỉ còn vài chục giây ngắn ngủi Trong khi đen vẫn còn 1 giờ 16 phút. Và tiếp theo, mời bạn theo dõi quá xử lý curtain của cả hai kỳ thủ. Như vậy mặc dù có lợi thế cực lớn ở chung cuộc Nhưng với sự non nớt về mặt kinh nghiệm Cộng với việc không phân bổ thời gian một cách hợp lý Kỳ thủ 17 tuổi người Tunisia đã bị thua ngược Cú lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục của nữ kiện tướng Lương Phương Hạnh Giúp cho tuyển nữ Việt Nam cũng toàn thắng 4-0 ở ngay trận đầu ra quân Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến các vòng đấu sau ở những video tiếp theo Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại